Là bé này cũng không đi học luôn. Bé này cũng chưa có cái sinh luôn. Ôi trời. Bởi vì mẹ của em lúc đó uống rượu từ đứa sinh này. À, đứa này sinh ra thì mẹ em đã uống rượu rồi. Không biết con cái gì hết. Rồi. Mới bị lớn lại thiếu tình thương cha mẹ rồi cả nhà. Rồi các em này có ngon không? Đi theo em lên núi đi bắt kiếm Dạ, rồi vậy đó hả? Chặt củi vậy đó hả? cũng dạ. Này Bé mà này thì gần đây thì đem đứa này đi, còn đi xa thì đem em trai ở nhà đi. Mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đôi Chân Lang Thang. Lời đầu tiên Đôi Chân Lang Thang xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình. Cả nhà hiện tại thì Đôi Chân Lang Thang đang có mặt tại một cái cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay Đôi Chân Lang Thang tìm đến một hoàn cảnh của một em gái người đàn bà rất lây. Phải nói hoàn cảnh này có cái hoàn cảnh rất là đặc biệt cả nhà. Cả nhà yêu thương người đồng bào miền núi thì hãy đồng hành cùng với Đôi Chân Lang Thang hết tập video này nha cả nhà. Tìm nhà em ấy thì cũng rất là khó khăn cả nhà. Nói sơ qua cái hoàn cảnh của em gái này thì cha mẹ không có quan tâm yêu thương cả nhà. Đẻ ra 7 người con mà không lo lắng gì hết. Bán đất bán nhà để cho các em bây giờ không có chỗ để nương tựa cả nhà. Nghe qua câu chuyện phải nói rất là đau lòng luôn cả nhà mình. Được cho nên thang thấy thương nên cho nên thang tìm hiểu và được bà con chia sẻ là em ấy ở trên đây. Và khu vực bên đây là rừng núi cả nhà. Ở nơi đây vẫn còn sơ sát cả nhà mình. Đất thì rất là rộng nhưng mà không có suối, không có cái nguồn nước. Ở trên một cái đồi núi rất cao luôn á cả nhà mình. Đã đến nhà rồi cả nhà. Anh chào em nha. Wow, tìm nhà em cũng mệt á. Ở xa dữ vậy. Đây cả nhà mình, hoàn cảnh hôm nay Đi Chân Lang Thang muốn chia sẻ đến cả nhà mình nè cả nhà. Nhìn cái ngôi nhà thì cả nhà hình dung ra cuộc sống của em ấy phải nói rất là khó khăn luôn. Thật hư câu chuyện như thế nào thì mời cả nhà mình đồng hành cùng với Đi Chân Lang Thang ngồi lại trò chuyện với em nha. Rồi, cho anh xin em là đeo cái mic nha. Anh ngồi ngồi lại ha. Rồi, em ngồi xích ra giùm anh nha. Dạ. Ngồi xích ra. Rồi, trước tiên thì em cho anh biết tên em đi. Em tên là Nhã. Tên Nhã. Dạ. Năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi? Em được 18 tuổi rồi. 18 tuổi rồi. Em đã lập gia đình chưa? Em lập gia đình rồi, em có một đứa con. Ồ. Con em đang đi học. Em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. Trời ơi. Sao lấy chồng sớm như vậy? Bởi vì em không định lấy chồng sớm đâu, bởi vì thấy ông già uống rượu đánh đập quá nên em không chịu nổi. Nên em nghĩ là lấy chồng thì chắc sướng, bởi vì là lấy chồng sớm thì thoát tay cha, khỏi cha đánh đập. Thì anh được người quen chia sẻ cái hoàn cảnh của em. Em có cái hoàn cảnh rất là khó khăn nên anh tìm tới đây. Có thể là ngồi lại trò chuyện với em, anh giúp đỡ được cho gia đình của em được cái gì thì anh sẽ giúp nha. Rồi lý do tại sao mà em lại muốn thoát khỏi người cha của mình? Bởi vì ông uống rượu thì hơi đánh đập á, đánh thì cũng không có nhẹ, muốn giết tụi em luôn, nên tụi em không chịu nổi, bởi vì em lớn
nên em muốn lấy chồng xong rồi đưa cha mẹ đi đi nuôi á. Em muốn nuôi cha mẹ trên đó không có đất nữa. Em xin thôn làm miếng đất ở làng thì ông già không có cho. Nên em mới nói với chồng là ông già của em không có cho thì làm sao. Nhưng chồng em mới nói là không cho thì mình về làng của chồng ở. Là mẹ chồng cho một miếng đất nhỏ ở dưới làng. Xong rồi mẹ chồng cho một số tiền để hai vợ chồng làm nhà. Nhưng mà bà em không có giúp. Xong rồi ông già của em cũng xuống đây ở với chung, ở chung cùng vợ chồng em. Vợ chồng em cũng không có đổi, vợ chồng em cũng nuôi. Xong rồi ông muốn ở làng thì ông nhậu hơi quệ làng xóm. Làng xóm cũng nói nhiều. Bởi vì cái tính ông già xấu, ông rượu thì cũng không yên, quệ con cháu xong rồi quệ làng xóm nữa. Nhưng người ta dựng lai vô em luôn. Nên em mới nói là ông già lên trên trại của em ở. Ông nói toàn là gió, xong rồi không có nhà cửa đàng hoàng. Ở trên Phú Hòa đâu có nhà đâu, ông cũng ở bụi chứ bộ. Em làm nhà cho ông. Vậy là bố mẹ của em là không có đất, có nhà gì hết? Không có, lúc đó thì có, lúc bà nội của em á còn sống thì đất còn nguyên. Tới lúc bà nội của em mất đi á thì ông già của em bán hết cả nhà cả đất luôn. Nên không có đất ở nữa. Rồi không có đất ở rồi tụi em ở đâu? Tụi em ở trên núi. Xong rồi trên núi đó cũng gần đường á. Thì ông già của em cũng bán đi. Bán đi xong rồi ông già của em vay vốn nhà nước được 20 triệu. Ông già của em mua một con bò 15 triệu á. Con bò đó cũng không có đẻ sinh sản. Ông già của em bán đi hết con bò đó còn lại còn nguyên 20 triệu. Ông già để lại 5 đứa con trả. Nhưng mà em không biết số tiền đó là từ đâu ra nữa. Em không biết. Bởi vì cha mẹ về bún tụi em còn nhỏ không biết cái gì. Rồi hiện tại là bố mẹ em không ở chung với em? Không có ở chung với em. Vậy là bố mẹ em giờ là hiện tại ở đâu em có biết không? Ở cùng em gái thứ hai, em gái út. Ba mẹ của em á. Nhà gái... em tổng cộng hết là có bao nhiêu chị em? Năm người dạ. Năm người em là có hoàn cảnh khó khăn nhất. Dạ. Bố của em là hay ăn nhậu. Hay ăn nhậu. Chửi mắng đánh đập em. Dạ. Rồi mẹ ruột của em đâu? Mẹ ruột của em đi theo cha của em luôn. Mẹ ruột của em cũng hơi nghiện rượu nên đi theo ba của em luôn. Em... Vậy là ba của em nghiện rượu, rồi mẹ của em cũng nghiện theo luôn. Dạ. Rồi hai vợ chồng là uống rượu hết luôn. Dạ. Nghiện rượu là ngày nào cũng uống hay sao? Dạ, ngày nào cũng uống. Là không có chịu làm ăn để lo cho các em. Dạ. Vậy là em là con thứ mấy trong gia đình? Em ngồi xích qua đây. Ồ, con thứ mấy đó, con đầu. Con đầu, là chị dạ. Hai. Dạ. Vậy dạ. Là các em của em là còn nhỏ. Dạ. Em nói sơ qua cái hoàn cảnh của em, cụ thể hơn chút xíu để cho anh hiểu thêm được. Em của em là tính từ em đi. Em là 18 tuổi. Dạ. Rồi đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi? Đứa thứ hai thì 17 tuổi, là đứa thứ ba nữa là được 14 tuổi. Còn đứa này em không biết bởi vì lúc đó mẹ em uống rượu từ cái đứa em trai út này á. Nên em không biết sinh năm của đứa bé này. Cả đứa bé út gái này em cũng không biết sinh năm luôn. Bởi vì mẹ của em chưa có làm cái sinh á. Nên em không biết. Em chỉ biết ba đứa thôi. Còn hai đứa thì em không biết. Vậy là ba mẹ của em là bỏ rơi tụi em luôn. Dạ. Không có yêu thương quan tâm gì hết. Dạ. Anh nghe nói là ba của em á là có ba đời vợ. Dạ. Là tính là mẹ của em nữa là ba người. Dạ, mẹ của em là giống như là vợ út đó. Rồi hai vợ đầu là có ở gần đây không? Không. Có con có cái gì không? Có thì vợ... Vợ đầu thì được 4 đứa. Còn vợ thứ hai thì có 1 đứa. Nhưng mà vợ đầu cũng chết rồi á. Vợ thứ hai cũng chết. Chỉ còn mẹ của em thôi. Mẹ của em là vợ út. Là 5 đứa con. Vậy là 5 đứa em của em là hiện tại bây giờ là ở chung với em luôn. Dạ. Không có ở chung với ba mẹ. Nhưng không có đất á. Lúc đó thì cũng ở chung. Nhưng mà ổng uống rượu xong rồi quệ đứa em trai của em á. Xong rồi đứa em trai của em đi làm xa, xong rồi gửi tiền cho ông ăn. Xong rồi ông nói với làng xóm thì
con cái đi làm mấy chục triệu không có đưa một đồng nào hết, ăn rồi mà ông nó không có ăn, nên là tụi em mới tức. Nói mà đi làm sao mấy chục triệu mà không có ăn thì ăn cái gì từ trước đến giờ. Em mới nói thì không muốn ăn thì đi ở với em gái út đi, bởi vì em gái út của ông thì đi làm công ty vậy đó. Nói thì ăn thịt ăn cá không à, nên em mới giận. Bởi vì theo hoàn cảnh của em thì thường thường mình có tiền mình mới ăn cá, không có tiền thì mình ăn sữa đổ, ăn trái sữa đổ vậy đó. Nhưng mà ông che, ông nói em gái của tao toàn ăn thịt không à. Ông nói vậy là hiện tại bây giờ là ba ruột với mẹ ruột của em là ở chung với em gái của bà nha. Dạ. Là em một mình là gồng gánh nuôi các em nhỏ. Dạ. Trời ơi, nghe em gái nói sao thấy thương quá cả nhà. Tuy rằng còn nhỏ tuổi mà nói chuyện rất là cảm mến luôn cả nhà. Là chồng của em đâu? Chồng của em đi làm nữa. Đi làm xa hả? Không, đi làm ngày, một ngày 250. Đi làm ở Đồng Mé. Làm công việc gì? Người ta đi kêu xích thuốc gì đó em không biết, nhưng mà người ta nói vậy em cũng không biết. Cho là đi làm nông đi ha. Dạ. Rồi em ở trên đây rồi em làm công việc gì? Trên này không có công việc, chỉ có là đi chặt củi. Thường thường ở đây thì người ta ăn củi nhiều á. Nên là chỉ có chặt củi thôi. Nếu thì người ta có công việc cho phụ nữ thì mình đi làm, nếu không thì chỉ công việc đàn ông thôi à. Phụ nữ thì ít, ít đi làm. Nhà đi chặt củi bài bà thôi. Dạ. Rồi lo cho mấy đứa nhỏ. Dạ, có khi thì mùa này thì em bắt kiến, trân kiến, em đi cùng em trai ở nhà, hoặc là em đi với chồng. Thì dù chồng không có người ta đi kêu làm á, thì đi cùng chồng. Mình đi bắt trân kiến là bắt trên núi đúng không? Dạ, bắt trên núi mới có trân kiến. Rồi bắt trân kiến là mình có ăn không, có thu nhập không? Cũng ít ít cũng được có ăn, nhưng mà cũng hơi thiếu. Bởi vì là mình đưa cho tiền nước, tiền điện, xong rồi sinh hoạt trong gia đình nữa. Bởi vì người nhiều á, thì sinh hoạt cũng nhiều. Nhưng mà cũng chịu khó, mình mua gạo thì mình mất đồ ăn, thì mình ăn trái sữa đổ, rau muống gì đó. Cho nên đỡ cuộc sống. Sao bố mẹ mà sanh con ra mà sao không quan tâm yêu thương mà bỏ con bơ vơ? Rồi sau này rồi tương lai của các em của em rồi sẽ ra sao? Trong khi đó gia đình đang khó khăn khổ nữa, không có nhà ở nữa. Em cũng không có biết, chừng nào lúc đó thì tính tiếp. Bởi vì em lấy chồng thì cũng tự nhiên ở với chồng luôn thôi, cha mẹ đâu có lo đâu. Giống như là mình ở với chồng mà không có cha mẹ chúc phúc gì đó. Rồi hai chồng lấy nhau rồi có cưới hỏi không hay là chỉ về ở thôi? Về ở thôi, không có cưới hỏi gì. Mình không có tiền đám cưới hả? Không có tiền mà bởi vì ông già bán hết đất rồi á, đâu có gì mà lo cho con nữa. Không có gì lo cho em hết, em tự ở với chồng không à. Em làm khổ từ nhỏ rồi. Dạ em từ nhỏ em có ăn học gì không? Em không có ăn học, lúc đó thì em có đi học mà mẹ của em chưa có làm giấy ký sinh cho em. Cũng mới được ký sinh, nhưng mà ông già nói học làm gì cho nó tốn tiền. Bởi vì lúc đó ông già của em hơi uống rượu nhiều á, cũng không có lo gì cho em hết. Là em học tới lớp mấy em nghỉ? Em chưa có học tới lớp mấy, tới lớp một. Một hả? Dạ em rất muốn đi học á. Thì ông già nói với làng xóm thì em không muốn đi học. Ông nói thì với làng xóm thì ông lo từ A đến Z luôn mà không có cái gì hết. Không có cái lo gì hết rồi. Xong rồi làng xóm mới tên. Em kể mà làng xóm không có tên. Vậy là ba của em là thường uống rượu giờ là hay là kiếm chuyện là đánh em, dạ. Chửi em. Đứa con nào mà lớn trước thì đánh người đó. Lúc đó thì em với em trai thứ hai thì đánh hơi nhiều. Mình có làm lỗi gì không hay là tự ông kiếm chuyện về là ông đánh thôi? Em không biết em làm lỗi xe chỗ nào nữa. Bởi vì lúc đó em còn nhỏ, cũng hơi ly, bướng một chút, có hơi là quệ gì đó. Từ nhỏ mà em không biết. Tự nhiên là ông uống rượu say xong rồi mình ngủ, mình không biết cái gì luôn. Tự nhiên ông lấy cái chổi ông đánh em bơ vơ luôn. Em không biết. Tự nhiên em mới nói sao mà ba đánh con, tự nhiên đánh con đâu có làm cái gì đâu. Ông nói tao thích đánh thì đánh, ông nói vậy. Em không biết. Mẹ cũng không bên luôn. Mẹ có bên, lúc đó mẹ chưa có uống rượu, mẹ bên. Mà ba của em đánh cả mẹ của em luôn. Mẹ biết bên được đâu. Mẹ cũng, ba cũng đánh mẹ nhiều á. Nên mẹ không có bên được.
Bây giờ là mẹ bỏ các em mà bỏ gia đình rồi đi theo ba. Chắc mẹ hy sinh hay sao á, bởi vì ba của em nói nếu mẹ của em đi theo tụi em á thì ba muốn giết mẹ của em gì đó, hoặc là muốn giết hết tất cả con gì đó, nghe mẹ kể lại nên mẹ mới hy sinh đi theo ba của em. Bởi vì là mẹ của em ở cùng em á thì ba của em thường thường quậy rất là nhiều, cầm cái dao cái rựa gì á muốn chém muốn giết gì á, nên mẹ của em chắc mẹ của em hy sinh gì đó, mẹ của em không có nói ra. Chắc Em mẹ của là em suy đoán là em nghĩ vậy, dạ là mẹ đi theo ba để cho là khỏi ba quậy tụi em á. ngoài đánh đập các em. Dạ có khi ổng đi kiếm mẹ của em, mẹ của em ở với em được 2 3 ngày thì ổng qua nhà của em 3 4 giờ ổng qua đây quậy la ôm sùm á, nên chồng em không có chịu nổi, bởi vì la như vậy thì con rể hơi nó khó chịu một chút, bởi vì khuya rồi á. Chồng em lớn tuổi chưa? Chồng của em không biết sinh năm, chắc khoảng 20 mấy gì đó, lớn hơn em rất nhiều. Rồi nghe bác chia sẻ cho thấy xót xa quá cả nhà. Là ba là nát rượu, ngày nào cũng uống hết. Dạ Một ngày uống nhiều không? em không biết, có tiền thì chắc khoảng một ngày 10 lít 20 lít gì đó, thì dù có tiền á, còn có tiền thì một ngày 5 5 lít gì đó hoặc là 4 lít. Có tiền thì ông uống không có nghĩ cái miệng luôn. Rồi uống một ngày mà 10 lít 20 lít. Dạ thì á Mà con người mình mà uống một 10 lít 20 lít sao mà chứa nổi. ông say xong rồi ông thức dậy ông uống tiếp mà ông không có ăn, cứ liên tục uống rượu thôi. Bởi vì em chứng kiến em thấy ba của em uống như vậy á. Mở mắt ra là uống rồi. Dạ mở mắt thì uống, 1 2 giờ sáng cũng uống, hoặc là dậy giờ nào thì uống giờ đó, miễn sao có rượu. Em có biết được là 10 lít 20 lít là nhiều lắm không? Có em biết mà, lúc đó thì lúc tết lúc đó thì em mua, giống như là mình tết thì mình nhậu một chút chút gì đó lúc gặp gia đình á, thì chồng em có mua rượu 5 lít, xong rồi em trai của em nữa đi chăn bò cho người kinh, người kinh tặng quà gì cho gia đình á thì cũng đem cho rượu 5 lít nữa. Nhưng mà chồng em đâu có uống nhiều đâu, nhưng mà 2 vợ chồng uống dữ lắm, 1 giờ sáng dậy cũng uống, 2 giờ sáng dậy cũng uống. Là mẹ em cũng uống theo luôn. Dạ Là uống được bao nhiêu năm rồi? uống từ em trai út nè á, em không biết, chắc em trai của em được 10 tuổi gì đó hoặc là 7 tuổi gì em không biết, khoảng mười mấy năm 20 năm gì đó, Trời ơi. từ lúc bà ngoại của em mất đi khoảng mười mấy năm nay rồi á. Em cũng không biết, lúc đó em còn nhỏ, em có khuyên nhưng mà mẹ không có chịu nên em không có khuyên nổi. Anh nói thiệt nè, hôm nay anh tìm đến đây là được em chia sẻ cái câu chuyện gia đình của em á, anh cũng cảm nhận được là em rất là khổ tâm. Tuy rằng em còn nhỏ tuổi nhưng mà em biết thương các em, chăm sóc lo lắng cho các em. Em có ngại khi mà em ngồi chia sẻ với anh đó, rồi anh quay phim đó, rồi hàng xóm ở xung quanh em đó người ta coi được đó, rồi người ta dị nghị gia đình em không? Dạ cũng có, người ta cũng nghĩ, cũng có một số người thì rất là khó chịu, bởi vì có tụi anh tình nguyện giúp cho em á, người ta ghen tị gì sao, người ta nói là sao giúp cho nó, sao không giúp cho ba của nó, nghe người ta chửi tới nhà em luôn, người ta chửi chị dâu của em á, tự nhiên qua qua trong nhà chị dâu của em chửi, sao không giúp cho ba của nó khổ hơn nó, mà nó ở với chồng sao nó khổ. Em vốn thật sự là cũng hơi đỡ đỡ, cũng không có khổ bao nhiêu, bởi vì có nhà ở rồi á. Em chỉ tội là cho mấy đứa em sau này á, bởi vì em cũng không có ở đất của mình, cũng là đất của chồng em muốn là ở một riêng đất riêng tư của mình để cho mấy đứa em ở. Em trai thì cũng không có quan trọng, bởi vì nó lớn lên nó lấy vợ thì nó đi theo vợ, chỉ quan trọng là em út thôi. Vậy là bố mẹ em không ở với em là bao nhiêu năm rồi? Em gồng gánh nuôi các em được bao nhiêu năm rồi? Em trai của em mới xuống đây khoảng mấy tháng thôi, bởi vì em trai của em từ là đi làm xa mà từ nhỏ lớn luôn. Em lấy chồng thì ở nhà thì cũng không có nhìn mặt nhau nhiều lắm, bởi vì chả có em nghiện rượu, thấy người nào là muốn kêu đi chăn bò thì chia người một đứa đi chăn bò, đi nơi xa, không có nhìn mặt nhau, bởi vì lo rồi em mới nhường các em á.
Em trai của em lớn từ chú sao mà. Bởi vì cha mẹ không có nuôi, ở nhà cũng không có đồ ăn á. Người ta mới muốn đi chăn bò sau để đi làm. Vậy là đến hiện tại bây giờ là em nuôi mấy người em và mấy người em đã biết đi làm rồi? Dạ là hai người. Hai người biết đi làm rồi? Dạ. Là em nuôi là hai người em? Dạ. Hai người em nhỏ. Anh thấy có hai bé nhỏ đây là em của em. Dạ. Rồi cái căn nhà này là cái chòi ở trên núi của mình. Dạ. Là trước kia là bố mẹ là bán hết đất, là không có đất để ở, không có nhà để ở thì mình ở đây. Dạ. Rồi sau này mẹ chồng mới cho một miếng đất. Dạ. Nhà nhỏ rồi mới dựng lên một ngôi nhà nhỏ để ở dưới làng. Dạ. Là có khi nào mà ban đêm là em ngủ đây luôn á? Anh thấy có niệm chiếu nè. Dạ có khi thì em lên trên này ngủ, có khi thì em trai của em lên trên này ngủ. Lúc đó thì chưa có dựng trại á, thì cùng nhau ngủ trên nhà đó. Ừ. Ngủ cũng hơi chật nhưng mà cũng cố gắng ngủ. Bởi vì lúc đó không có tiền mua tôn, mua tạm bạc làm đỡ. Ừ. Nên có tiền thì em mua một miếng tạm bạc nhỏ nhỏ. Thì ngôi nhà đây là trước kia là bố mẹ là không có yêu thương, bỏ rơi cả nhà. Thì em gái là dắt em lên đây ở, là ở trong cái ngôi nhà này. Thì sau này là khổ quá. Rồi bên mẹ chồng có cho một cái miếng đất nhỏ nhỏ ở gần làng. Dạ. Mới cất là một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ. Cái ngôi nhà của em là 3 mét vuông đúng không? Anh thấy là rất là nhỏ luôn á. Mà trong khi đó là 7 người ở trong cái ngôi nhà đó. Rồi ngủ làm sao? Thì một người ngủ trong giường, một người ngủ ở dưới sàn á. Mình chiếu. Thôi vợ chồng ngủ rồi chung. Tại vì sao? Em có gia đình đó, nhiều khi các em nó còn đang lớn nữa. Lúc đó thì cũng gặp khó khăn. Dạ cũng khó sợ một chút. Nhưng mà suy nghĩ thì chồng em thì khó sợ nhiều hơn. Em thì cũng không có gì, bởi vì trong gia đình là em trai thì chồng em hơi khó sợ. Nhưng nhiều khi chồng em có phàn nàn về cái vấn đề mà một mình em mà phải nuôi 3-4 người em như thế này không? Có khi giận nhau thì cũng hơi có. Không có giận thì chồng cũng suy nghĩ. Bởi vì lúc đó thì nhìn tụi em lên trên Phúc Hòa đó, ngủ trên đá, mẹ con hơi tội. Ngủ trên đá là sao em? Bởi vì lúc đó thì em trai của em về nhà, thì ba mẹ của em xuống dưới đây luôn á. Nên em trai của em lên trên đó, lúc đó giận nhau. Chồng của em cãi em, lúc đó quậy nhau một chút. Nhưng mà em trai của em hơi ngại. Ừ. Chắc em trai của em nghĩ là chắc do tụi em xuống, vợ chồng mới cãi gì đó. Ừ. Nên tụi em chạy về Phúc Hòa hết. Xong rồi chồng em mới thấy hơi tủi lưỡi một chút. Xong rồi chồng em đón về đây ở chung lại. Tính ra là chồng của em cũng tốt ha. Dạ. Cũng thương các em của em. Dạ em mới thấy là, bởi vì là nếu là ví dụ là em không có được gặp chồng của em, ví dụ gặp người khác, chắc là người khác bỏ em từ lâu rồi á. Ừ. Bởi vì em cũng không có đất, không có gì á. Chắc người ta không có sót cho em đâu, bởi vì chồng của em cũng hơi suy nghĩ một chút. Lúc đó không có đất, chồng của em kể là đi ở với cùng cha mẹ đi, làm cái chòi gì đó ở cùng, bởi vì nhìn cha mẹ cũng hơi yếu. Xong rồi đi nuôi em út trên đó, nhưng mà cha em không có chịu. Nên em xin là xin em út ở với cùng em, thì ba của em không có chịu. Bởi vì lúc đó em thấy em út khổ quá, ở với cha mẹ không có ăn đầy đủ, cơm thì cũng không có. Ở với em thì cũng được ăn cơm đầy đủ một chút. Mà ông già quyết định không có cho. Em dựng trại rồi mà ông già đuổi. Nên em phải bắt buộc ở với chồng. Ủa em đang xúc động, đang khóc hả? Dạ không có. Em thấy thì mình kể lại chuyện xưa thì cũng hơi thấy buồn. Hoặc là mình nhớ lại, không kể thì mình nhớ lại cũng hơi buồn á. Nên em không có được tròn vẹn như những người khác, mình kém may mắn hơn những gia đình khác. Dạ. Không có được bố mẹ yêu thương. Nên dạ. Em mới nói thì bố mẹ người ta thì tốt, nhưng mà bố mẹ của mình thì không có được như bố mẹ người khác. Cho nên mình không có biết là mình chọn lựa làm sao mà được, bởi vì mình đã ở cùng cha mẹ từ nhỏ, mình ước mơ như thế nào cũng không có thể đôi được. Nếu có một cái ước mơ mà thì em trong đầu em suy nghĩ là em ước mơ như thế nào? Trong đầu của em muốn ước mơ thì mình muốn, bởi vì quê hương của mình ở Phúc Hòa, thì em muốn một miếng đất ở Phúc Hòa,
sau rồi có một căn nhà gì đó. Em muốn các tụi em là ở chung với nhau, không muốn chia xa. Nhưng mà ước mơ chỉ có ước mơ thôi mà, đâu có làm gì được đâu. Trên đó đâu có đất đâu mà làm. Đất ông già bán hết rồi á. Lúc đó em xin xã xã có cho một miếng đất. Tự nhiên con ăn từ đâu tới đây á. Xong rồi xã nói là, con ăn nói không cho tụi em làm ở đó bởi vì là gần sân bóng á. Nên là người ta đá bóng thì trúng nhà. Tự nhiên em lên Phúc Hòa nữa là tự nhiên người ta làm hết nhà chủ sân bóng đó. Em không nghĩ, không biết tại sao nữa. Lúc đó thì xã cấm em, con ăn cấm em. Tự nhiên em đi là đi xã Phúc Hòa một lần nữa thì thấy người ta làm nhà hết. Em không biết xã Phúc Hòa nghĩ gì về em nữa. Tại vì chắc có lẽ là em còn nhỏ tuổi quá nên em không có ăn học nữa, nên mình không có am hiểu về cái vụ mà đất đai này kia khác nọ. Chắc như vậy á. Bởi vì lúc đó là ba của em còn ở đó. Bởi vì ba của em cũng hơi có bù dồi á, nghe người ta nói. Có bù dồi là sao em? Anh chưa hiểu lắm. Nghe người ta nói thì nghe làng xóm nói thì không muốn ba của em ở chung cùng làng, sợ ổng làm bù dồi gì đó, em không biết. Ừ, chắc là bên người đồng bào ha. Dạ. À, bây giờ mình đi tham quan ngôi nhà của em chút xíu đi ha. Dạ. Ở trên đây thì em xài cái bóng điện này cả nhà. Bóng điện này là bóng điện năng lượng mặt trời. Năng lượng của em mua lúc đó em đi làm, em đi đến tính làm nhà ở Phúc Hòa thì mua một cái năng lượng nhỏ nhỏ có 500 mấy. Lúc đó em định làm nhà, năng lượng của em còn kìa. Quay sơn bên trong ngôi nhà cho cả nhà mình hiểu thêm về cái hoàn cảnh của em gái. Em tên gì em quên rồi. Em tên Nhã. À, em Nhã. Đơn sơ cả nhà. Dầu ăn em bột ngọt em mới treo ở đây nè. Cái chỗ ngủ là đây. Này cái sạp này là bằng tre. Không gian thì chắc tầm có mét rưỡi rồi cả nhà. Máy thì làm tre bằng bạc. Lấy cái những cái dây này kết lại làm một cái ấy này cả nhà. Nếu mà gió mạnh thì có thể là thổi bay. Lúc đó nhà của em mà sụp luôn ở dưới đó mà chỗ này đâu có sụp đâu. Chắc dở mà cũng hơi chắc chắc. Ngồi trước thì có một cái bàn của nó. Em đang nghe là bàn này làm sáng chế là đó hả? Em không biết chồng của em làm á. Dễ thương quá ha. Chồng rồi, em phía bên đây là chỗ rửa chén nấu ăn mà anh không thấy nước. Ở đây em lấy nguồn nước ở đâu? Em từ mới sáng em chở nước lên á, chồng em chở nước lên xong rồi chồng em đi làm á. Xong rồi chồng em đi làm nước ca từ chở. Đây là nhà bếp đó hả? Dạ. Trời, cái nhà chưa có làm mà chưa có làm mà kia không có tiền mua tam bạc mua tôn lắm. Sao không mình không chặt cái cây to cao mình dựng luôn cái nhà bếp nó khang trang hơn mà sao chở cái nhà bếp về sao nấu? Lúc đó thì chưa có tôn á thì em làm đỡ. Lúc đó mưa nên cũng hơi tạm tạm, mưa thì mình ăn ở nhà thì mình lên trên này mình ngủ đỡ. Nhiều khi đông quá rồi các em của em là lớn cái ngày ngày lên đây ở. Dạ. Nấu ăn cho các em chưa? Em đang luộc ốc. Ủa, cái núi này cũng có ốc nữa hả? Đâu cái này con mua hay là bắt? Em bắt ở trên làng, em trai của em bắt hôm qua. Là buổi trưa là chuẩn bị cho buổi trưa hả? Dạ. Ăn ốc luộc. Ngon không, mình có làm canh à? Không có tiền làm mua canh ăn bởi vì hôm qua em mua cá khô gì ăn nè. Em kêu các em của em lại đây đi em. Mai Dinh. Này đi ra ngoài sau cũng được, ra ngoài sau cho mát. Yeah. Trời, nghe em gái chia sẻ sao thấy xót xa quá cả nhà mình. Gồng gánh nuôi các em nhỏ đây. Mai Dinh, mày ngâm cho em. Mày ngâm xe em à. Qua đây. Lỡ mà ta. Đây là hai đứa Úc đây là hả? Dạ. Rồi hai ngồi giống đi em. Rồi bé này bao nhiêu tuổi? Nghe trong em này chỉ có cái sinh luôn nha, chỉ có hộ khẩu thôi. Chắc nghe em thấy trong cái sinh thì 2018 gì đó, 2017 gì đó. 2017. Có cho đi học không? Cha mẹ không cho đi học. Trời ơi. Chưa có cái sinh mà. Bây giờ này lớn lên này không có cái giấy sinh này, sau này không biết tương lai về đâu nè. Chắc em tự đi làm đó. À, em phải tìm hiểu để làm cho các em sau này đi học và có giấy sinh mới đi học được. Dạ. Lỗi nhé.
Trời ơi, sợ gãy hả? Dạ. Cái cây này bị mục rồi. Mấy đứa mình cột qua cái này nè. Dính lá, pro. Ta lại chìm dính. Em tên gì? Dính. Tên Dính? Dạ. Không có đi học, không biết chữ hả? Không. Có thích đi học không em? Ừ. Em có thích đi học không? Sao, ngại hả? Đi học thì người ta cũng hơi che cha mẹ, nên đi học cũng hơi khó. Lúc đó em đi học thì người ta trận đầu đánh đập, quăng cái dép, quăng cái sách. Em chịu hết nổi, em mới nói là với cô, với cha. Thì người ta cũng không có quan tâm em á. Nên em học làm cái gì nữa, bởi vì cái xin cũng không có. Ở nhà luôn cũng được. Rồi rồi, biết này là con em hay là em của em? Em gái của em Út. Ủa rồi con em đâu? Con em đi học rồi. À. Con em được 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi rồi. À, đi mẫu giáo ha. Dạ. Là bé này cũng không đi học luôn. Bé này cũng chưa có cái xin luôn. Ôi trời. Bởi vì mẹ của em lúc đó uống rượu từ đứa sinh này. À, đứa này sinh ra thì mẹ em đã uống rượu rồi. Không biết con cái gì hết. Rồi. Mới bị lớn này thiếu tình thương cha mẹ rồi cả nhà. Rồi rồi các em này có ngon không? Đi theo em lên núi đi bắt dạ. Kiếm vậy đó hả? Chặt củi vậy đó hả? Dạ. Cái này thì gần đây thì đem đứa này đi, còn đi xa thì đem em trai ở nhà đi. Ừ. Rồi. Em tên gì? Dị. Tên Diện. Tên Dị. 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 Nó tên Trăng ở trong cái xin á. À, tên Dị. Dị. Làm chuyện. Em có thích đi học không? Hả? Em có thích không? Có muốn đi học với các bạn không? Qua đây, qua đây. Qua đây anh hỏi nè, nhanh lắm. Qua đây. Giỏi nhanh lắm. Em có thích đi học không? Em không biết. Đi qua đây, qua đây anh hỏi nè, qua đây. Trời ơi, mình mẩy đen thui đen thích tay chân nè. Ở trên đây được có tắm không? Em mua cái quần mà bà không muốn mặc á. À, rồi có cái quần gì mà đất đen đen vậy? Ngắn lứa mặc mặc quần đất đen đen vậy? Em mua cái quần mới mới thì bà dục hết, lấy cái quần cũ mà mặc. Rồi mặc mày sao mà thèo thỏ đất đây nè. Đi núi bị cây quẹt đúng không? Em có thích đi học không? À, trả lời thật nè, có thích đi học không? Hả? Đi vô cổ. Trời ơi, anh phát hiện ra là tóc của em á, là Chí nó đẻ trứng rất là nhiều luôn. Dạ. Sao em không bắt cho em đi? Em có bắt nhưng mà... Sao mà bắt nổi, nó có trứng nữa mà nó cũng sinh sẵn nữa. Có gội đầu không? Có, tối nào cũng tắm, trưa nào cũng tắm. Em phải xuống cái chỗ tiệm thuốc đó. Em hỏi để mua thuốc về gội. Nhưng đây mà cả nhà, quay cho cả nhà mình xem nè. Quay sát vô. Cho cả nhà mình xem, trời ơi, trứng Chí rất là nhiều luôn này. Cả đầu luôn này cả nhà. Đi bộ cậu. Nguyên một đầu luôn. Vậy là ngứa chiều sao nổi. Lúc đó ngứa nhiều lắm em mới cắt tóc á. Cả nhà có thấy rõ không cả nhà? Trứng nè, trứng Chí nè. Rồi cái này cũng lây nữa nha, ngủ chung là cũng lây quá. Lây lúc đó em Út nè đi làm xa thì anh đầu anh nó thì tạo cái đầu nó trọc luôn. Nên đây không có Trí nữa. Cái đầu của em thì lúc đó cũng có Trí. Gia đình em có Trí hết à. Chắc em khổ quá rồi chăm lo cho các em rồi. Cũng mấy cái này là cũng không có thời gian này ha. Dạ đi làm. Tới á ha. Mình tối thì mình cũng tắm nước cho nó để cho Chí nó đi theo xà phòng á. Ừ, anh thấy rất là nhiều luôn á. Đây nè, một em cái mép tay cũng có nữa nè cả nhà. Nhưng mà đâu có bác hết rồi. Đâu, cái trứng này nhiều quá, nó sinh sẵn rất là nhanh luôn. Em không biết cách nào để làm cho nó mất. Mặt mày đi núi bị xước hết trơn rồi. Chắc sau này các em của em lớn lên là em cũng phải khổ nhiều nữa. Dạ. Bây giờ trước mắt á, này anh cũng khuyên vậy. À, mình lo cho các em cái giấy tờ trước đi. Dạ. Rồi sau này là lớn lên là khó lắm nha. Sau này là mỗi năm á là nó sẽ cải tiến hơn. Là mình không có nắm bắt được á. Tại mình là người đồng bào đất lay nữa, mình không có nắm bắt được và làm mình khổ nữa. Sau này mà làm giấy á là bên xã hay là bên thôn thì là người ta phạt đó, phạt tiền đó. Nhưng bây giờ em phải đi xuống xã em trình bày rồi cái cuộc sống gia đình em vậy, rồi em xin xã là thông cảm. Làm giấy hỗ trợ chỉ dẫn hướng dẫn đó cho em, làm một cái giấy tờ cho các em của em.
Bởi vì là em ở Phúc Trung, xong rồi em muốn đi làm giấy thì phải lên Phúc Hòa. Bởi vì trên đó cũng không có nhà, phải làm một ngày. Hoặc là hai ngày, ba ngày gì đó người ta hẹn. Cũng hơi xa. Bây giờ cũng khó cả nhà. Hai em là khi mà thương nhau về ở với nhau thì không có giấy kết hôn. Hai chồng không có giấy kết hôn. Có rồi. Có rồi. Có rồi là mình có nhà rồi. Cái nhà đó là ví dụ như là bố mẹ chồng cho. Bây giờ mình tách khẩu thì nhập khẩu của các em, của em nè, về cái hộ khẩu của em. Dạ. Để cho các em là có một cái chỗ dựa. Rồi em xuống xã, em nhờ người ta hướng dẫn cho em. Cái này thì chưa có chưa có cái xin mà có hộ khẩu. Ừ. Là em không biết mẹ có hộ khẩu thì phải có cái xin chứ. Chắc mẹ em làm mất hay là quên đi lấy hay sao á. Em này là nhập vô khẩu là biết xin năm. Nếu mà bị mất giấy khai sinh thì cũng không sao. Mình có hộ khẩu thì xuống xã là xã sẽ chích ta. Người ta xét rồi người ta chích cái lục bạ gì đó. Rồi người ta sẽ cấp lại cho mình. Nó còn lưu lại đó. Chắc lo rồi chắc người ta không có biết hay sao. Các em ăn cơm trưa chưa? Em ăn cơm trưa chưa? Sao cười? Mắc cỡ hả? Chắc nó không có hiểu sao. Em ăn cơm chưa? Chưa ăn. Có đói không? Đói hả? Em chưa nấu cơm hả? Chỉ luộc ốc thôi. Chưa, em hồi nãy là sáng hồi nãy ăn xong rồi lên trên núi. Lên trên núi cỡ mấy phút gì đó. Nghe em kêu ở làng gọi xong rồi lật đật về nhà. Mới luộc ốc á, chưa có nấu cơm. Thôi bây giờ là ngồi trò chuyện với em, nãy giờ là anh cũng hiểu về cái hoàn cảnh của em rồi. Đến hiện tại bây giờ là cuộc sống của em rất là khó khăn luôn. Một mình em phải gồng gánh nuôi các em nhỏ cả nhà. Các em nhỏ mà sống bơ vơ trên núi như thế này thì cuộc sống phải nói rất là khó khăn. Từ cái ánh sáng, từ cái nguồn nước, rồi từ cái tiếng đi rất là xa luôn. Bây giờ là em dẫn anh với lại cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và cô chú anh chị khán giả xuống nhà. Mà em nói là mẹ chồng của em cho cái miếng đất nhỏ nhỏ để cất lên cái nhà đó. Ngôi nhà 3m² ở 7 người cả nhà. Cả nhà hãy đồng hành cùng Đưa Chân Lên Thang hết tập video này nha cả nhà. Hoàn cảnh của em phải nói rất là đặc biệt, rất là khó khăn trong cuộc sống luôn. Mình đáng chia sẻ, cả nhà có thể là yêu mến gia đình em, hoàn cảnh của em á, thương các em nhỏ nè, cả nhà có thể là chia sẻ video của em á lên những cái nền tảng là Facebook hoặc là Zalo. Một cái lượt chia sẻ của cả nhà mình là một niềm hy vọng mang đến cho các em nhỏ ở đây. Em nhỏ có cuộc sống nó sẽ cải thiện hơn chút xíu, đỡ khổ hơn cho các em đến trường đi học cùng các bạn nhỏ nữa. Chứ mà nhỏ như thế này mà cứ sống với chị thì chị lo ăn, lo uống thôi. Lo chỗ ở, sau này tương lai của các em chắc có thể là cũng giống như chị bây giờ khổ cực như vậy. Thì khổ cho tội ha. Bố mẹ thì bỏ rơi cả nhà. Nát rượu, hai vợ chồng đều nát rượu hết, không quan tâm con cái. Con có nhớ ba nhớ mẹ không? Em không có nhớ ba mẹ hả? Em có hận ba mẹ em khi mà bỏ rơi em không? Có buồn không? Bỏ từ nhỏ luôn mà. Em muốn khóc cả nhà. Em xúc động khóc hả? Nếu mà tầm tuổi của em này là hiểu biết rồi cả nhà, đã biết suy nghĩ rồi đó, biết buồn rồi đó. Em có nhớ ba không? Nhớ mẹ không? Hả? Trả lời anh nè. Nhìn anh nè. Có nhớ ba nhớ mẹ không? Không biết nói cả nhà. À đó hầm dầm mua cây nhé. Rồi Tết đây rồi, gia đình có chuẩn bị đồ đạc quần áo gì cho các em chưa? Dép nè. Em không có biết chuẩn bị cái gì. Là tiền anh hồi trước đưa thì em có mua gạo, mua đồ ăn lần á. Thì còn một ít đó em chưa có biết xài vào chỗ nào nữa. Nên em định là hết gạo thì mình lấy tiền đó mình mua gạo tiếp. Bởi vì khả năng mình đi làm một ngày có 250. Nếu là đi làm mà được 3 người thì được mấy trăm ngàn. Là em dành dụm để cho các em ví dụ có ốm đau bệnh tật gì đó thì mình có thể mình có số tiền để mình lo ha. Hiện tại là bây giờ tài sản vợ chồng em là không có bỏ ra gì hết. Chỉ không được có ít tiền bữa cho thôi. Dạ. Thì ước mơ của em là như thế nào? Là muốn có một ít tiền để mình nối thêm cái nhà của mình ra rộng hơn, hay là ngăn thêm một phòng nữa để cho các em ở riêng, vợ chồng em ở riêng, nhiều khi là vợ chồng có cái chuyện riêng đó, chuyện gia đình đó nhiều khi cũng khó xử. Em muốn thí dụ là hỗ trợ, thí dụ là bằng thủ quân hỗ trợ thì em muốn làm riêng một căn nhà nhỏ nhỏ, hoặc là mình mua cái tôn mình làm á, không cần nối cũng được, bởi vì là cái nhà riêng của chồng em không muốn nối.
bởi vì nói thì cũng mai sau cũng hơi gầy gò một chút. Về cả nhà, được Chân Lên Thang đến thăm rất là nhiều hoàn cảnh, phải nói là mấy trăm hộ dân rồi. Nhưng mà hôm nay đến đây là nghe em gái chia sẻ, mà nói em không có ăn học, mà em lại thương các em có tấm lòng. Em được Chân Lên Thang trò chuyện thấy cảm mến cả nhà, thấy mến, thấy thương nữa. Rồi bây giờ là mình lấy ốc ra, mình đem xuống nhà ăn hay là ăn trên đây? Em ăn trên đây á. Ăn trên đây hả? Dạ, để cho các em ăn rồi dẫn anh với lại cô chú anh chị khán giả xuống nhà em nha. Thăm một chút xíu. Em chưa có ăn cơm mà, chưa có nấu mà sao mà ăn. À, chưa nấu chưa hả? Chưa chín đâu. Là bây giờ đi luôn ha. Dạ. Mấy ăn mà chưa. Rồi mời cả nhà mình xuống nhà của em ở dưới đó để xem cuộc sống của em là như thế nào. Đây là cái đoạn đường xuống nhà của gia đình em nè cả nhà. Lên một cái đồi núi cao. Đây là rẫy, cũng gọi là một cái nhà để cho các em ngủ khi mà trong gia đình có trục trặc cái gì đó, là giận hờn hoặc là tự ái gì đó là lên trên này ngủ. Dạ. Còn nhà của em xuống rất là xa nha cả nhà, phải đi bộ xuống nhìn các em nhỏ đi bộ mà. Sao không đậu nón cho em? Nón em mua cho tụi em một cái tự nhiên làm chỗ nào mất không biết. Là không có nón hả? Dạ, em mới mua. Rồi chút xíu nữa là anh tặng cho em ít tiền để em sắm sửa quần áo với lại nón là dép cho các em nha. Dạ. Em không biết sao em gái của em mua đủ mấy toàn là không có muốn mặc á anh. Em năn nỉ sao không? Em phải răn đe các em của em. Dạ. Mình phải hướng dẫn, tại vì mình làm chị các em còn nhỏ là chưa có hiểu biết đó. Dạ. Không, cái quần nó thì mình đưa cho nó mặc một đêm ngày mai mất luôn. Ừ, mình phải hướng dẫn cho các em để hiểu được cái cuộc sống để tiếp thu và cái cuộc sống xã hội nó dần dần nó phát triển đó. Chắc em kéo em mắc cỡ gì đâu, bởi vì mẹ ở trên núi đâu có mặc đủ đẹp điều gì đâu. Ừ. Rồi hai vợ chồng có xe máy không? Có xe màu xanh hồi nãy là xe đó em đi chăn bò cho người ta. Ừ. Em được mua xe đó được 3 triệu mới 4 triệu gì đó. Mua xe cũ. Cái xe cà tàng đó hả? Dạ. Em đi chăn bò thì cũng thiếu tiền buôn á. Ừ. Em ứng tiền buôn được 5 triệu á. Ừ. Em cho xe đó được 3 triệu mấy? Chắc ba em không biết, em chồng em đi mua mà em không biết. Chắc chồng em nói là khoảng gần 4 triệu gì đó. Ừ. Chắc 3 triệu mấy. Có một chiếc đó chạy xuống mà hơ đầu hơ đùi. Ừ. Xe đó hơ thì không có xe đi làm nữa. Thì ở nhà mướn xe của người ta thì người ta cũng đi làm á, cũng khó trên mình. Ừ. Nên em không có biết ước sao. Chắc em là em buồn ba mẹ em lắm ha. Em thì có buồn nhiều là ba của em á. Em hờn ổn luôn mà gặp mặt đâu có cười đâu có chào gì đâu. Ừ. Gặp như hai người xa lạ luôn hả? Dạ. Trời tội mấy đứa nhỏ nắng non. Em nhường nón cho em của em đi. Dì hành ra non vé. Nắng quá trời nắng cả nhà. Dì. À, cái tiếng đường xuống nhà em rất là xa đôi chân lên thang. Dì hành ra non vé nè. Này nha cả nhà, rồi xuống nhà là em non qua chia sẻ cho cả nhà mình xem. Tới ha. Cả nhà, đây là cái căn nhà mà em gái đó chia sẻ. Nói là mẹ chồng cho một miếng đất nhỏ thì gần ngay chỗ được cái chân núi cả nhà. Là căn nhà này là em xây dựng lên lâu chưa? Được 4 năm vậy đó. 4 năm rồi, trước kia là ở trên rừng trên đó. Không, em ở cùng mẹ vợ con à. Mẹ vợ, mẹ chồng. Mình có ngôi nhà này là tổng số tiền là bao nhiêu tiền? Khoảng 10 mấy triệu. Mười mấy triệu, là vợ chồng dành dụm hay là bố mẹ hỗ trợ? Bố mẹ chồng. Bố mẹ cho một lực luôn 10 mấy triệu làm nhà. Để quay bên trong cho cả nhà mình xem nè. À, không gian đây ngủ 7 người. Đây, em có một cái tivi đời cũ, đời cổ. Đây là cái giường hai chồng ngủ đây. Dạ. Là các em nhỏ ngủ đây. Dạ. Không gian tầm cỡ 3 mét vuông cả nhà. 3 mét. Mà nói cái hoàn cảnh của em phải nói rất là khó khăn lắm. Là em nói là em ước mơ là mình có tiền là mình nối thêm một cái phòng ra đây. Dạ. Nhưng mà cũng hơi gừng. Cái đó là một khi là mưa thì cũng hơi lên trên này luôn. Ừ. Cái đất này cứng nhưng mà mưa cũng hơi nó đứt một chút. Ừ. Tôn là có rồi hả? Không, tôn che chỗ mặt này lúc đó gió sụp nhà. Ừ. Chưa có làm.
là nói đây là có một phòng cho các em nhỏ ở bên đây, là ở đây là không có nhà bếp. À, đây, nhà bếp bên đây hả? Dạ. Nhà bếp bên đây nè cả nhà. Hôm gần ngào bù hay là bột bù khuyết lùm nắp mới nhờ. Đây là nhà bếp của nhà đồng là bột dơ cái chè ra luôn. Bột xì lệ. Cuộc sống nó rất đơn sơ, là chỗ đây là chỗ nấu ăn. Ở đây thì cũng là cái ngôi làng của người đồng bào sinh sống rất là nhiều cả nhà. Nên là chỗ em nhặt đồ rửa chén cũng có nước máy. Miếng đất thì gần ngay chỗ một cái chân núi cả nhà. À, ngoài sau nhà là núi. Dạ thưa ông bà cô chú anh chị khán giả, thưa ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh của Đưa Chân Lên Thang. À, đây là hình ảnh gia đình em. À, người chị là chị đầu, ai là thứ hai, em trai này thứ hai, em trai này thứ ba, rồi tới em này. Dạ. Rồi là tới biểu là cùng một cha hết. Đi ngồi trò chuyện với em lúc nãy giờ thì nghe qua cái hoàn cảnh Đưa Chân Lên Thang cảm thấy nó rất là thương cho các em luôn cả nhà. Các em còn nhỏ mà bị thiếu tình thương của cha mẹ, bị cha mẹ bỏ rơi. Cũng may mắn rằng có một người chị yêu thương các em và lo lắng cho các em. Thì hai em trai này cũng là đã đi làm được, kiếm được đồng tiền rồi cả nhà. Là các em đi làm công việc gì các em? Em đi làm công việc gì? Ai kêu cái gì thì làm cái đó. Là công việc không có ổn định. Ngày có ngày không. Thì anh cũng có một cái lời khuyên như thế này. Chúc cho các em là sức khỏe. Mình có sức khỏe mình mới đi làm được ha. Mình phụ cho chị, lo cho các em. Các em nhỏ này còn nhỏ quá. Mình thì mình lớn tuổi rồi, mình cũng hiểu biết một phần nào ha. Thì anh đến đây thì biết được hoàn cảnh gia đình em khó khăn. Anh sẽ giúp đỡ một cái phần nào đó. Những ngày sắp tới thì cũng gần Tết rồi. Ở đây là cái không gian là... Ngôi nhà lại là 7 người ở cả nhà. Là chồng của em này với lại... Tính em luôn là cô của em luôn là 7 người. Và nói cuộc sống nó rất là đặc biệt. Em muốn gửi lời chia sẻ gì đến cô chú anh chị trên kênh của anh không? Dạ em có. Em rất là cảm ơn cô chú đã giúp tụi em và giúp tụi con á. Bởi vì là em không biết nói gì sao. Em thì chúc cô chú nhiều giàu sức khỏe. Xong em chúc cho cô chú trăm năm hạnh phúc. Bởi vì là có người yêu thương xung quanh bên cạnh. Em thì không biết nói gì. Thì hôm nay trước mắt thì anh sẽ giúp cho em những cái phần quà tình thương của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh anh. Và một món quà là đó là một ít tiền, là món quà an ủi và món quà tinh thần của em ha, để lo cho lắng cho các em nhỏ. Có thể là em sắm cho hai đứa em nhỏ này là hai vài bộ đồ, như là dép lại nón, để cho các em khi mà Tết thì có đồ mới để mặc với bà con lối xóm, các em nhỏ trang lứa ha. Anh sẽ trích quỹ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh của anh á. Thì anh sẽ đọc tên và em lắng nghe và có thể là gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giùm anh nha. Để cho Mạnh Thường Quân vui ha. Thì, trước mắt thì anh tặng quà trước ha. Ở đây là anh có 20 kg gạo. Và trong cái bịch quà này á, gồm có những cái thiết yếu. Mì tôm ha, mì dạ, tôm em cảm ơn. Rồi bột nêm, rồi dầu ăn ha, rồi nước mắm, nước mắm, xì dầu, đường cát, cá cơm khô ha, đây là một ký cá cơm khô, có thể là nấu canh chua ha, hay là mình kho ram gì đó. Còn trong đây là nước rửa chén và là xà bông giặt đồ. Thì trước khi anh có đến đây, anh có chuẩn bị quà là 20 kg gạo, là anh mua để lên gửi tặng cho em. Có những cái thiết yếu để mình sinh hoạt hàng ngày, mình dùng hàng ngày á. Là anh sẽ đọc tên của chú anh chị mình Thường Quân và công bố số tiền nè. Cả nhà Đưa Chân Lên Thang xin phép là đọc tên của cô chú anh chị mình Thường Quân trên kênh của Đưa Chân Lên Thang. Mình Thường Quân thứ nhất có tên là cô Trần Lê Thanh ở Mỹ, là gửi tặng cho em là 1 triệu. Cô Tư ở Lâm Đồng 300.000, Mạnh Thường Quân gia đình 200.000, Mạnh Thường Quân Ti Ồ Nghiêm và Liêu Ô Nghiêm Nguyễn ở Mỹ 500.000, cô Lê Thị Minh Nguyệt ở Mỹ 500.000, vợ chồng chú Đồn ở Mỹ 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu là 3 triệu rưỡi, là món quà hôm nay gia đình em nhận được.
Thì những cái món quà những thiết yếu này thì anh mua là có giá là 720 ngàn. Dạ. Thì anh sẽ lấy 3,5 triệu và trừ cho 720 ngàn, thì còn lại số tiền là 2,780 ngàn. Dạ. Anh sẽ gửi tặng cho em ha. Thì trước mắt thì thấy hoàn cảnh của em khó khăn thì anh giúp đỡ ha, đó cũng là một cái động lực ha, món quà an ủi. Và nếu mà có duyên có cơ hội anh sẽ quay trở lại được sau ha. Dạ. Cũng mong là anh sẽ có duyên với gia đình của em ha. Em rất cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em, thương xót cho em đã đến đây hỗ trợ. Em rất cảm ơn anh chị và cô chú đã thương xót và giúp cho 5 đứa tụi em. Em rất cảm ơn. Thì anh sẽ trao tiền cho em ha. 1 tờ 500 cái nha, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ. Tờ 200 và tờ 100. 5 tờ là 2,8 triệu nha. 2,7 triệu 80 nhưng mà anh không có tiền lẻ thì anh gửi cho em là 2 triệu. Chẳng 2,8 triệu chẳng luôn nha. Dạ. Đây, em đếm lại đi. Dạ. Cả cái điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có phải là 2,8 triệu không? Dạ. Tiền này không phải là tiền của anh nha. Tiền này là của cô chú chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Dạ. Em rất cảm ơn cô chú. Và cảm ơn cô chú bên Mỹ đã hỗ trợ tụi em và tụi con. Em rất cảm ơn và em không biết nói gì nhiều. Chúc cho cô chú thật là nhiều sức khỏe và đồng hành cùng chương trình các anh hỗ trợ cho nhiều người khó khăn hơn. Em cảm ơn cô chú rất nhiều. Rồi, cảm ơn em đã chia sẻ cái hoàn cảnh của mình ha. Dạ. Cũng mong rằng là anh sẽ có một cái cơ hội nữa để đến là đây thăm em một lần thứ hai ha. Dạ. Rồi, cố gắng ha. Cố gắng lo cho các em, cho các em nhỏ thấy thương quá. Chú Lê Thang xin phép là gửi lời cảm ơn thay mặt cho gia đình, cảm ơn cô chú chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước rất là nhiều. Được, chú Lê Thang cũng không biết nói gì hơn, cũng xin chúc cho cô chú chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và gia đình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Chắc có lẽ là anh xin phép anh rời đi ha. Dạ. Cảm ơn em ha. Cả nhà, được chú Lê Thang sẽ khép lại video ở đây. Cả nhà xem có hoàn cảnh của các em, các cháu thì cả nhà có cảm nhận, cảm nghĩ gì thì có thể là bình luận góp ý nha cả nhà. Mong rằng cả nhà hãy chia sẻ video nếu cả nhà yêu thương gia đình em. Cảm ơn nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà mình. Hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.